Rồi em xin chào tất cả anh em mình ha. Em chào tất cả anh em về mọi miền Tổ quốc anh em ơi. Thì em có một số máy mới về mà chưa dọn ha. Em nhờ anh em cũng như bà con cô bác mình xem tham khảo nè. Ha, trước tiên là em quay sơ lược cho anh em mình coi. Nếu anh em nào mà mua máy chưa dọn ha thì anh em alo giùm em. Bây giờ để em phân lô ra cho anh em mình dễ lựa chọn nè. Cái lô này nó trong đây nó có là 10 cái 90, anh em lưu ý ha. Một cái nè, hai cái nè, em quay chi tiết từ cái cho anh em mình coi ha. Đây là một cái nè, là nên chắc cái này nó đụng ở dưới chân rồi anh em ơi, đụng ở dưới em không có lắc được. Một cái, hai cái này là cái bạc đặng anh em. Nếu anh em nào làm lô thì em tính nguyên lô nha. Thì trong lô thì nó có đặng, nó có ba dê có. Đây là ba cái nè. Rồi thùng dầu đẹp. Dầu đẹp sợ luôn. Cái máy đó nghe con quay chạy mà. Hồi nãy nghe tiếng đó là biết nó chạy rồi đó. Rồi máy đẹp nè. Đây là 4 nè. Năm. Này là 90 không anh em. Anh em nào mà không xài 90 thì lấy lô về thì alo em nha. Cái lô này có 10 cái. Trong đó 9 cái. 9 cái ba gì? Một cái bạc đặng, em tính đồng giá hết. Dưới trong đây nó có ba cái mít xù, một cái mít xù, hai cái mít xù, ba cái mít xù với cái AG 65. Một hai ba bốn năm sáu, đây là 6 cái nha anh em. Đây, mở cái đồng dầu ra đẹp quá này, đẹp. Ôi ô, cái đồng dầu trắng phiếu 7. Tám. Này đẹp bằng dữ nè. 9. Cái này không có nắp nha anh em ơi. 9 cái mà không có nắp thì một cái thiếu cái nút đẩy nước cũng hơi nhiều nha anh em. Thôi cái thùng dầu nó như ngọc trinh vậy mà. 10 cái. Rồi anh em nào làm hết cái lô này, trong đây thì em cũng nói rõ anh em luôn là một lô này ở tới 90 là 9 cái là quá dê, còn một cái bạc đặng em tính anh em đồng giá hết. Anh em nào mà xúc hết lô nha, cái nào em nói rõ nha, làm hết lô là 10 cái thì em tính anh em là giá tại chỗ, anh em tự vận chuyển nha. Anh em lưu ý giùm em, anh em tự vận chuyển em tính anh em là 6.1 một em là giá hết lô nha. Trong đó em nói rõ lại một lần nữa là 9 cái bá dê, một cái bạc đạn, cái màu xanh này bạc đạn nè. Thì máy thì em bán như hình ha, cái này là bạc đạn nè. Đó. Tạm tính anh em đồng giá hết là 6.1 một cái. Còn anh em mua lẻ thì về tự dọn thì alo cho em ha. Ví dụ như muốn mua con số 7 hay con là không có nắp đó, con đó vậy đó. Nó có đánh số để cho nè, vô con số 1, con số 10 nè, con số 8 nè. Thế trong đây thì nó có 3 con mít xù. Mít xù này mít xù 85. Này chắc nước không có miếng nào hết rồi. Một em mít xù 85.
hai em không có nước luôn, 85. Ba em, con này cái nắp mốt. Anh em nào làm được hết lô mua lần 3 cái, anh em tự vận chuyển nha, em báo giá là anh em lưu ý nha. Anh em tự vận chuyển. Là giá này em để là giá sỉ nha. Giá công khai em không có giấu giếm gì hết. 5,5 triệu một con. Là anh em làm hết một lần 3 cái. Mitsu 85. Rồi thằng ông nội này cứng luôn rồi, thằng này cứng bỏ lại. Còn hai con. Cái này dính rồi, nó cứng là em dính trưởng rồi đó. Mà có khi là nó bị nhẹ cũng chừng. Ủa. Ôi nó còn lăn anh em ơi. Rồi vậy là nó còn lăn anh em ơi. Rồi em xin báo giá lại nha. Hết đó 90, 10 con. Trong đó là nó có 9 con bá dê và con bạc đạn. Em tính anh em đồng giá là 61. Lấy hết luôn. Còn mấy xu 85 có 3 cái. Em tính anh em đồng giá. Mua hết lần 3 cái. Tính anh em là 55. Còn anh em nào muốn mua cái con R65 này, 65 triệu mấy này, R65 không trừ gì hết, thì alo trực tiếp giùm em nha. Không có cái nào còn nước hết trơn. Cái này là bị sơn tinh lấy nước hết trơn rồi, thủy tinh lên núi ở rồi, bậy rồi. Không có cái nào còn miếng nước hết trơn em ơi. Rồi em mở ra còn đây em hết trắng lại được rồi đó. Rồi xong, hết trắng, con tại hết trắng. Rồi em cũng xin thông báo với anh em luôn. Cái máy mà đặc biệt em dành cho anh em là hôm nay. Anh em nào có đăng câu video á thì ấy giùm em nha. Là em dành riêng cái máy này đây. Là cái máy này em tri ân khách hàng nè. Cái này là hết 70. Là đặc biệt em tính bằng cái giá gốc cho anh em nào mà có ngay cái giờ mình xem ha, hoặc là bà con nào mà đang có nhu cầu mà chưa có xem thì nhờ anh em vào kênh Tin Sắt Đất Thắng đăng ký giùm em ha. Mỗi một ngày em dành riêng ra một cái máy để tri ân khách hàng là em tính giá gốc. Em cũng nói rõ luôn là cộng với cái tiền phí vận chuyển, cái tiền đóng chân nền mỗi một cái là 40.000, rồi cái tiền cái thùng mốt là 37.000. Là mỗi ngày em dành riêng cho một cái để em chỉ ân khách hàng nha, là bán không lấy lời. Là cái máy này đây, anh em nào tối nay nếu mà đang có nhu cầu mà sử dụng máy ha, thì anh em đợi giùm em ha. Nó đây sẽ là con máy cuối cùng, cũng là cái con máy em chỉ ân khách hàng. Em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Chào tạm biệt anh em.